bóng lên vậy nè. Đó. Để coi dài cỡ nào ha. Dài cỡ nào. Rồi. Ừ. Nó trắng thời là ăn hết bể rồi, cứng dữ lắm. Để là ăn hết được rồi. Ở lâu ở nhà nha. Đây mình về quê thì cùng Dương Út đi tìm cái dừa nước để đốn để chặt về ăn hay cả nhà. Mà không biết thì chiếm có hay không nha. Không được, không được chó. Một tiền luôn nè. Chó đẹp á. Đây thì cái vườn tôm mà cũng bên kia thì lá dừa nước rồi. Sâu nó vàng khè luôn. Đây là dừa trồng thì không được, nó không được tốt. Ở đây nước mặn nha cả nhà. Giờ mình đi dài dài vô nha. Trồng chuối nữa. Bây giờ Dưỡng Út đã tìm thấy mục tiêu rồi nè. Mà mục tiêu này không biết có ăn được hay không nha. Đằng kia có con buồn mà nó đang thui à. Chắc cứng, buồn này chắc đỡ Dưỡng Út ơi. Mình chặt lên làm thử đi. Buồn này chắc không, buồn này già rồi. Buồn này chắc già rồi đó. Tập ra thử. Trời ơi, cái trái này thua luôn rồi. Ghép mình đi vô rừng đẫm lá nghe nha. Ê, nó rụng xuống nó mọc như nè. Đi ra. Đây có con buồn nè. Cái buồn này đỡ vô. Cái buồn này không thấy làm như hơi bị già á. Già nữa hả? Chắc già quá. Đọc thử cho. Rồi đang thưa luôn. Nó vậy là nó sắp mộng mộng ấy cả nhà. Ăn không được nha. Nhiều lắm mà đều làm như nó có đợt sao nó vừa Út. Đang buồn nè. Này là cái bông dừa nước nha. Cái bông lên vậy nè. Đó. Đây là cái trái này nữa, nó bự ra thành cái bông dừa nước. Nó bự ra thì nó được bị lớn nè. Đó. Bây giờ cái đám này không có giờ cả nhà ơi, mình đi qua đám khác nha. Bây giờ dọn đường đi chứ bây giờ nó chèm lưng luôn. Cái đá này hồi đó người ta mua, bây giờ không ai mua chứ. Mua nó trồng cọc nhà luôn đó, trồng trồi luôn đó. Không ai mua. Mình đi tới cái chỗ có dừa nước thì mình quay lại cho cái nào xem ngay cái nào. Dừa nước đi trước à. Bây giờ mình vô cái đám lá thứ hai đi cả nhà. Đây là lứt không à. Lâu lâu vậy lần. Báo dừa nước. Dừa đúng dừa nước. Mà cháu về tối dữ già nữa. Già nữa rồi đó, đỡ nó đỡ đó chạy thử đi không dù nữa đúng lắm rồi cái sớ đó thui để coi già cỡ nào ha. Già cỡ nào. Rồi ừ. Nó trắng thui là ăn hết bể rồi, cứng dữ lắm. Vậy là ăn hết được rồi.
Nước ăn thì khỏi nói là nó nghịch mồm nó vậy. Nó phải có gì nước mà. Kiếm gì kiếm rồi. Kiếm gì nước cũng phải có mùa mới được. Đây là nó bịt bù hết trơn. Lá lú bây giờ không ai mua. Đi phải dọn đường, không dọn đường là không được nghe nè. Đi thấy nó có rung lắc ở nhà cũng thông cảm cho nhau. Đi bắt chen cái nó chung á. Trong đây có dởm gì không? Có. Con số đường nó mới tử nhỏ nhỏ rồi. Ừ, nó buồn nhỏ nhỏ vậy nè. Nhỏ nhỏ là ra được con số nổi rồi nó già. Mới ra nè. Nhóc mua mới buồn ở đây nhóc già sơn luôn. Đơn giản, ổ chặt thử coi. Hy vọng kiếm được buồn cho nó ngon cho cả nhà cùng xem mà. Khó quá. Trắng không? Sạch sạch được, cái nướng sạch sạch cũng là ngon á. Trời ơi, nó đen luôn rồi. Nó trên cao á. Bây giờ xui rồi cả nhà. Em đi dạy vô chứ giờ kiếm gì nước chị ăn mà không có cả nhà. Mình cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi video để ủng hộ cho mình nha. Nếu cả nhà thấy thích video này thì cả nhà bấm đăng ký ủng hộ cho mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.